mọi chuyện sao rồi? Bây giờ Hùng đã biết chuyện này rồi, cho nên đồ hàng này chắc phải tạm ngưng thôi. Không được, tất cả mọi chuyện đã sẵn sàng hết rồi, lô hàng này phải chuyển đi bằng mọi giá. Tôi hiểu rồi. Đừng cho Nguyên biết chuyện này. Xong đợt này chắc tôi không làm nữa đâu. Nguyên mà biết được cô sẽ không làm nữa cho tôi. Tôi... anh yêu Nguyên nhiều quá. Tôi... yên tâm đi. Tôi đang xem sau cái chuyện này tiền vô như hả? Lúc trả đó, lời đi. Chỉ sợ anh không. Tôi đang xem cái gì vậy? Hả? Nói đi. Minh Quy à, giết nó luôn đi. Là ông và ông Tấn hả? Anh à, ông, anh Hoàng, anh bình tĩnh đi. Ông đợi đó, giờ tôi sẽ xử ông Tấn, rồi tôi sẽ xử ông Sáu. Anh à, mẹ em à, tránh xa tôi ra đi, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, làm ơn tránh xa tôi ra đi. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.